Hoa Sứ Lyza chào cả nhà. Đúng hẹn lại lên nha cả nhà. Cứ 7 giờ tối, khách hãy bấm đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo. Thì 7 giờ tối hàng ngày em đăng video lên thì nó sẽ tự động báo cho mình theo dõi mà ha. Rồi, hiện nay thì bên vườn em bán, mình mua một lượt 10 cây em sẽ tặng cho mình một cây làm quà nha cả nhà. Và giá cây em nói đây là bao gồm phí ship cho mình luôn. Em bao ship hàng gửi nguyên chậu. Đi bưu điện thì giao hàng trên toàn quốc luôn ha. Ship hàng đi nguyên chậu nè, giao tận nhà cho mình. Còn đi Tô Châu thì em gửi hàng vẫn nguyên chậu mà em gửi đến cái chành gần nhà mình, khách chịu khó ra nhận giùm em ha. Tô Châu thì không giao tận nhà, chỉ giao ra tới cái chành thôi. Chành gần nhà khách thì khách chịu khó ra nhận giùm em. Mình đến với số 1. Số 1, một cây hàng một cốt, ghép một giống mới của vườn ha, một cốt. Cũ đang nằm trong chậu C9. Ghép giống Mỹ Diệu Năm, hoa 4 lớp. Lớp đầu tiên á, lớp địa là nó nằm màu đỏ măng cục nha, màu đỏ măng cục. Ba lớp trong là màu vàng cam có sọc. Giống này hoa thơm đậm mùi luôn, hoa chuyển màu. Cây một cốt 60.000. Số 2, mình đến với một gốc xứ zin. Gốc zin này đang nằm trong chậu C12 luôn nha cả nhà. Đây mình thấy cái củ nằm trong chậu C12 nè ha, cái củ nó bè ra, mỗi bên còn tí xíu nữa là nó chặt củ luôn nè. Rồi, đây là gốc zin giống vô danh ha. Vô danh hoa 3 lớp, màu trắng viền đỏ. Vô danh thơm thoang thoảng nhẹ. Cây tàn bung ra phần dưới 3 nhánh, lên trên 2 nhánh to, bung tựa ra rất là nhiều. Rồi, cây vô danh. Mã số 2, em nhắc lại đây là zin ha, đây là gốc xứ zin. 350.000, tên là vô danh. 3 lớp trắng viền đỏ. Đến số 3. Số 3 đổi về sau sẽ là hàng ghép. Cây này ghép 2 giống 2 màu. Thu thủy 10, 3 lớp, màu vàng cam, viền hồng. Nở vài ngày sẽ chuyển màu sang hồng, hoa thơm. Và hồng ngọc 3 lớp, màu hồng đậm, xây hoa to. Cây 7 bo 2 màu, 130.000. Số 4. Số 4, một cây cái củ này mình mới vô nhìn vô dạng. Nó na ná như rễ nơ mà cái rễ này nó đã phình lên to luôn nha. Đây, cái củ này mình thấy nha, nhìn rất là xuất sắc luôn. Cái này về mình đôn nó lên cao xíu nữa, cây này từ từ giống da hình dễ nơm nha. Số 4, ghép đại mỹ nhân, hoa 5 cánh, trắng viền đỏ, xây hoa to, cây 5 bo, 150.000, cái đế này rất là đẹp. Số 5 là tiểu chiêu, hoa thơm, 3 lớp màu vàng gân đỏ thơm, 6 bo, 140.000. Số 6, đây số 6 một giống mình thấy cây này nó tuyệt vời, từ tàn nè, cho tới cái dàn nụ nó đang ra luôn. Tên là Vân Ngọc 1, 4 lớp màu đỏ viền trắng ha. Giống này đang hot lắm. 8 bo 140.000, Vân Ngọc 1. Em tiếp số 7. Số 7 cây 2 màu, rạng đông, 3 lớp màu vàng đậm. Vân Ngọc 1, 4 lớp màu đỏ viền, cây mình 7 bo. 7 bo mà trong đó 6 bo là rạng đông, 1 bo Vân Ngọc thôi ha. Giá là 450.000. Cây này về mình vô chậu 5 tấc trồng ạ. Số 8 một gốc. Này nó sao ta? Một chậu hai gốc mà hai cái gốc này là cái dạng nó đi thân cái củ đôi ha. Cái củ này là nó dính cặp như vậy từ hồi ươm hạt lên chứ không phải là mình cố tình trồng như vậy nha cả nhà. Mà có một củ này nè, nó lên cái đế nó dạng như rễ nơm nha. Rồi, mã số 8 11 bo 350.000. Ghép giống thiên hương 3 lớp, màu trắng viền hồng đậm, hoa thơm nha. 350.000. Số 9 là ghép 3 giống. Đây, mình xem cái củ. Cây này hoành gốc là 67 luôn nha. Hoành là 67. Mình thấy cái tàn cây mình tựa dài nè. Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Cái tầng cao là Thúy An 3, 5 cánh tím nè. Rồi, và thần tài 5 cánh màu đỏ, thấy cái nụ đỏ đỏ nhôm lên là thần tài 5 cánh nè. Và một bao nữa là của Paula, 3 lớp màu vàng cam có sọc, hoa thơm. Cây ghép 7 bo mà 3 giống. Trong đó cái giống thần tài là nhiều nhất ha, một bo Thúy An, một bo Paula. Và 5 bo lại là thần tài. Rồi, hoành gốc 67, ghép 7 bo 3 màu, 500.000. Số 10 là Tân Quý. Cái giống này hoa cực kỳ rộ luôn. Cái thời điểm mà nó rộ á,
mình chỉ là thấy hoa thôi chứ mà lá là không thấy luôn nha cả nhà, rộ lắm luôn. Hoa năm cánh đỏ họng trắng, tên là Tân Quý, tựa dài. Khách nào thích sưu tầm dạng tựa dài thì mình đón cây này về đội mình nha. Mình thấy cái rễ khỏe, nuôi tựa khá là nha, dài luôn. Mà cái bo ghép nó lên nè, 5 nhánh luôn, tựa ú ụ. Cái tựa dài mà lên đây nó phân nhánh ra thêm nữa nè nha. Trồng xứ rất là dễ, chỉ cần mình chăm sóc cái dàn rễ nó khỏe thì nó nuôi cây củ lớn, tựa khỏe luôn. Hoa ra màu chuẩn nữa. Rồi, cây Tân Quý mã số 17, bo 300 ngàn. Hoa năm cánh, đỏ hồng trắng. Tiếp 11. 11 là ngọc băng, 3 lớp, màu trắng tinh luôn. Cây 4 bo 150 ngàn. 12. 12 là Phạm Thùy Dương. Phạm Thùy Dương 3 lớp màu tím sọc. Cái cây này làm như nó bị vô duyên hay sao nè cả nhà. Cũ già, cây này là em bán giùm ông chú ở sớm nè. Ông sưu tầm, ông chơi hồi đó, giờ giờ có tuổi rồi, ông không chơi nữa, ông gửi bán. Ông gửi bán, ông đưa vô ông gửi vườn em bán cũng cả trăm cây á. Chơi rất là nhiều, nhưng mà bây giờ có tuổi rồi, không có chăm nổi nữa nên chú gửi bán. Chốt đơn mấy lần giờ đó, cứ khách chốt đơn rồi cái quay qua quay lại cái hồi hủy đơn không à nha. Hy vọng là cái khách nào sẽ chọn cây này là rước đi chứ không có hủy đơn nữa. Rồi mã số 12, 3 bo 160 ngàn, Phạm Thùy Dương nha, màu tím. Cứ hãy lên là có khách chốt, mà chốt rồi cái quẩn quẩn. Khách khác hỏi cái em nói bán rồi, mà cái rồi mai khách lại hồi à. Mã 12, Phạm Thùy Dương, 3 bo 160. Em tiếp 13. 13 đến với một cây củ quái ha. Hình một con thú. Ghép giống ngọc thủy tiên, 3 lớp. Ngọc Thủy Tiên, cây này tàn đẹp nè, tàn tròn. Ghép 5 bo 180 ngàn. Mấy cây này về sang ra cái chậu xinh để ban công là tuyệt vời luôn. Số 14, 14 là Phú Thành, 3 lớp đỏ tươi hoa chùm. Đây cái tàn cây của Phú Thành. Phú Thành mình 5 bo 150 ngàn. Em tiếp 15, 15 đến với một cây củ quái. Khách nào thích sưu tầm dạng củ quái thì chọn em này ha. Đây. Cái này giống như là hai con thú nó đang giỡn, nó quấn lấy nhau nè. Một con trên, một con dưới. Ghép giống là kim phát, 3 lớp màu vàng. Lớp bìa có lem đỏ, kim phát mình đang nụ luôn. Cây này đẹp. Em theo em thì em thấy nó đẹp toàn diện, từ gốc cho tới cái phần tàn trên luôn á. Cây 6 bo 150 ngàn, kim phát. Tiếp 16, 16 một cây dạng củ tròn, thân cao. Ghép 4 bò. Hai giống Paula, 3 lớp màu vàng cam có sọc, hoa thơm với lại quốc công 2. Cây 2 giống 4 bò. À, tới cái 16 này là lô nha cả nhà. Em quay mà em cũng nhắm mắt mở luôn, không có thấy rõ nè. 16 là vô lô ha, chứ không phải cây lẻ nha. Trời ơi, sao mà bữa nay nó bị sao sao á. 16 là mình có một lô của mình là 5 cây ha. Lô này 5 cây ra được 8 giống luôn nè. 5 cây 8 giống. Rồi, mình đến với cây đầu tiên của lô số 16. Là cây 2 giống Paula và Quốc Công 2. Rồi, tiếp cây số 2. Số 2 ghép 3 giống luôn. Kim phát 3 lớp màu vàng, lớp bìa lem đỏ, cà phê 5 cánh màu tím sọc, sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm. Cây này cái tàn cũng rất là bắt mắt nha, 3 giống 3 màu luôn. Trắng nè, tím, vàng, 3 màu, ghép 8 bo. Rồi tới cây kế tiếp, kim ngọc 11. Kim ngọc 11, ghép 10 bo, hoa 3 lớp, xoay hoa to, hoa thơm. Rồi cây kế nữa, cây thứ tư của lô số 16 là ghép an lạc, 3 lớp màu vàng cam viền hồng hoa thơm. Cây 5 bo ha. Rồi cây số 5 của lô số 16 là cây cuối luôn. Cây này dạng dáng nằm củ già nè. Dáng nằm củ già, cây nằm cứng chậu C10 luôn ha. Tựa rất là dài, ghép một giống hoa màu hồng. Tên là Rasafat, 3 lớp màu hồng có gân đỏ, giống này hoa chùm. Một lô mình 5 cây thế này, đây em quay lại từ cây mình xem. Một lô 5 cây, cây đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. 5 cây có 8 giống hoa, trong đó có mấy giống hoa thơm luôn. 5 cây, 8 giống,
550.000, gửi hàng đi bưu điện, bao ship giao tận nhà cho mình luôn. Chỉ 550.000 được 8 giống hoa. Rồi em tiếp cây cuối cùng. Nắng quá phải đậy cho nó luôn nè. Mua giải, mua ba giải cũ rồi về quấn ba gốc này luôn á. Cây cuối là mình đến với số bao nhiêu đây? Số 17 ha. Cây cuối là mã 17, ghép giống én, hoa hai lớp, én tựa dài. Tình trạng cây mình đang vô nụ nè, cái tán cây đẹp tàn tròn nha. Mình thấy tựa dài lắm. Bên em để là cái tựa nó dài lên tầm một tấc rưỡi, cái cây này nè, từ một tấc rưỡi cho đến 3 tấc tùy theo nhánh ha. Mình thấy cái tàn cây của mình đây. Rồi, cây én này hành gốc là 68, củ dạng củ cơ bắp ha. Ghép 11 bo. Giá là 750.000. Hành gốc 68 nha cả nhà. 750.000 cho cây thế này. Tàn cây này nhìn rất đẹp mắt. Rồi, hôm nay em giới thiệu mình tham khảo là một số cây này ha. Cái lô thì em quay cho mình xem lô thế này, nhưng mà ví dụ khách nào mình thích cái giống khác mà muốn mua hàng dặn lô thì cứ alo bên em. Bên em sẽ giới thiệu cho mình lô khác ha. Và em xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng của vườn là 0981813055. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.